Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi tiếp theo mang tên Ai Mạnh Ai Yếu. Thử thách dành cho cả hai đội chơi liên quan tới thể lực và trí tuệ cũng như là sự nhanh nhạy trong phán đoán. Luật chơi như sau. Mỗi đội của chúng ta sẽ cử ra một người lên vị trí ở phía trên này. Trò chơi của chúng ta mang tên là xem chữ vẽ tranh. Mọi người thấy trên đây là một cây bút. Chúng ta sẽ cầm ngay vị trí này mà thôi và vẽ tranh ở trên cái bức này. Wow. Yeah. Minh Xù sẽ đứng ở đằng sau lưng ba người còn lại. Bởi vì sao? Minh Xù sẽ giơ cái tấm bảng này lên để mọi người xem được cái chữ. Chữ đó là gì? Mọi người sẽ phải vẽ ra để ba người còn lại trong đội mình đoán được từ khóa đó. Chúng ta sẽ có mỗi lượt vẽ là một phút. Đối bóng vàng, các bạn sẽ cử ai ra vẽ? À, Quốc Anh. Đối bóng xanh, bạn cử ai ra vẽ? Em à? Em muốn thử không? Ok. Quỳnh Anh Chi. Trai tài gái sắc nữa. Các bạn ơi, mình quảnh tù xì để đội nào thi trước được không ạ? À? Mời hai bạn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đội thắng được quyền quyết định. Bên kia chơi trước. Bên đội xanh thi trước. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta chỉ có một phút thôi. Vỗ tay cho đội màu xanh. À, mặt người, à, mấy chữ, à, câu hỏi, mũi, nhân dáng, à, con gái, con trai, tóc dài, sư tử, sư tử, sư tử, sư tử, sư tử. Chính xác. Chúc mừng một điểm nghiêng về đội màu xanh. Lượt đấu đầu tiên mà Quỳnh Anh Xin đã vẽ rất là trừu tượng rồi. Nhưng sự trả lời là quá hợp lý đến từ Quỳnh Châu. Vậy thì lượt thứ hai ai vẽ? Ai vẽ? Rồi, xin mời anh. Em chọn rồi. Nha anh, cố lên anh nha. Cố lên anh. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Và bây giờ, một phút lượt thứ hai bắt đầu. Không được nói, không được nói, không được nói. Nó là phạm quy nha. Chó, cái cua, xe đạp, xe máy. Chưa chính xác, không được nói, chưa chính xác. Xe máy chứ. Xe đạp điện. Nhớ chắc không phà quá à. Xe làm, xe ôm. Chưa đúng. Xe máy, xe học đa. Chưa đúng. Không được viết chữ nha, không được viết chữ nha. Xe học đa, xe học. Nào, nào nhanh lên, còn 25 giây. Xe hơi, xe làm. Chưa đúng. Gì đó, xả diều quá anh. Xe đẩy. Chưa đúng. Xe đẩy, xe làm. Xe kéo, xe đẩy, xe kéo, xe làm, túc túc, xe bò, xe túc túc, xe làm, xe làm, xe làm, xe bạc, xe ba gác, xe ba gác, chưa đúng, xe máy kéo, xe đẩy, 3, 2, 1, hết giờ. Xem đúng rồi, các bạn nói được cái xe đẩy là hợp lý rồi. Nhưng mà cái này cũng hơi khó bởi vì đó chính là xe đẩy siêu thị. Minh Xuân thấy nhá. Anh vẽ cũng khá là hợp lý. Ở đây cái xe đẩy nè, bỏ hàng ở bên trên nè. Bên đây là có một cái người trên. Anh chỉ em cái chỗ hàng ở bên trên. Tại vì trên. Anh biết kết quả em hiểu không? Cho nên là anh nghĩ cái đó là hàng hóa. Không sao, lượt thứ hai chưa may mắn chiến thắng. Nhưng chúng ta sẽ gỡ lại ở lượt thứ ba. Rồi, xin mời Quỳnh Anh Xin. Quay trở lại. Một phút dành cho Quỳnh Anh Xin với lượt cuối cùng của đội mình. Bắt đầu. Trời ơi, quá dễ. Đăng quýt. Xe. Chưa chính xác. Cái dấu like hả? Like. 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 Dấu like. Dấu like. Dấu like. Chính xác. Dấu like. Chúc mừng cho đội màu xanh có 2 điểm. Và bên này đội màu vàng đã xem đội màu xanh thi đấu rồi. Các bạn cũng đã có những cái kinh nghiệm đúng không ạ? Và bây giờ lượt vẽ đầu tiên sẽ là Quốc Anh. Một phút dành cho lượt vẽ của Quốc Anh. Bắt đầu. Nói đi, mình có vịt. Con vịt, chưa đúng. Tô Nam, chưa đúng. Cái cấu. Chưa đúng. Con gì có răng vậy trời? Con này, mẹ con gì có vỏ vậy? Chưa đúng. Con chó. Cá sấu là gần đúng rồi đó. Con gần con gì là hà mã. Không được nói với anh nha. Cá sấu, con trong cái tàu hả? Chưa đúng. Con cá sấu. Chưa đúng. Cá sấu là cá sấu mẹ. Chưa đúng. Tại nó cá sấu cái tết rồi. Không được, không được, chỉ tao để vẽ thôi, vẽ thôi. Tiếp đi. Cố lên, vẽ, cứ nói là cái gì cần thiết thôi, vẽ cái gì cần thiết. Vẽ gì cần thiết thôi. Ôi, thưa. Con.
Nói đi, nói đi, nói đi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sáu là gần đúng rồi, tại cái con này á, nó cũng có gai trên người. Và đặc biệt hơn hết là nó đã tuyệt chủng rồi mọi người ơi. Khủng đó long. Chính là khủng long. Trời ơi, này, giống con khủng long nhá. Có đây nè, xong rồi là có răng cái thứ. Không phải đâu, cái này là con khủng khiếp á em. Em vẽ khủng khiếp thiệt. Rồi, thôi để tôi vẽ cho. Và bây giờ sẽ là lượt của Bích Trâm, lượt thứ hai. Một phút dành cho Bích Trâm. Bắt đầu. Chưa đúng cái cầm xe kìa, đó cái mấy cái bánh xe đó. Vòng may mắn, vòng xoay may mắn. Vòng cái đấy được gọi là gì, cái vòng xoay trong siêu thị á. Cái gì trong trong công viên á. Cái gì? Bánh xe. Buông quay. Tôi vẽ con người là sẽ hiểu được là mà con người. Mà tôi không hiểu con người nào ra dáng này luôn á. Nè, con người nè, cái này là cái đầu nè đúng không? Cái này cái tay. Xong mình xuống đây cái mình, đây cái chân. Chỉ có con người mới chơi đu quay thôi. Trời ơi. Trong những giây tích tắc cuối cùng thì đội bạn. Tiếp luôn hả? Và bây giờ từ khóa cuối cùng dành cho Bích Trâm của đội của mình. Một phút bắt đầu. Bình tĩnh. Cái đừng có. Cái gì đây? À, con bông, cái đầu, con gấu teddy đi. Chưa đúng, con kèm, người. Mặt người. Chưa đúng. Ủa, thế chị tự vẽ chị Trâm? Cái gì vậy trời ơi? Không phải cái gì mà chị khó nghĩ. Không phải dễ này đâu. Gấu bông không phải hả? Chưa đúng. À, người chị, à, con... Quái vật. Quái. Chưa đúng. Nhanh lên. Cái gì vậy? Pokemon. Chưa đúng. Sao người lại có đốm ta? Con gì vậy? Còn cái khác không? Còn cái khác không? Đoán không ra. Đúng lên. Tôi thấy con cọp mà nó mọc lông kiểu này luôn á. Nè, tôi để con cọp như này là tôi biết là con cọp nè. Chứ nhìn bên này tôi không biết là con cọp luôn á. Trải qua vòng thi thử thách đó chính là xem chữ vẽ tranh. Thì cả hai đội chơi của chúng ta đã có rất là nhiều những cái giây phút thư giãn cùng với tranh trừu tượng của chính mình nha. Và kết quả như sau, tỷ số là 2-1 nghiêng về đội màu xanh. Chúc mừng. Và chắc chắn rồi, đội màu xanh của chúng ta sẽ nhận được thêm sự gợi ý mới đến từ chương trình.